Sáng 31 tháng 3 năm 2023, sau một ngày xét xử và nghị án, Tòa án quân sự quân khu 7 đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ, 52 tuổi, thường được biết đến với tên gọi Út Trọc, là cựu phó giám đốc Tổng công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng, cùng các bị cáo Phạm Văn Diệt là Tổng giám đốc điều hành công ty Đức Bình và Trần Lê Toàn, kế toán trưởng công ty Cái Mép về tội trốn thuế. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án 5 năm tù đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ về tội trốn thuế. Tổng hợp với các bản án trước, buộc ông Hệ phải chấp hành hình phạt chung là chung thân. Cũng bị tuyên phạt vì tội trốn thuế, bị cáo Phạm Văn Diệt nhận mức án 4 năm tù. Tổng hợp hình phạt chung của các bản án trước là 28 năm tù. Bị cáo Trần Lê Toàn nhận mức án 2 năm 6 tháng tù. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, khi đang là người đại diện cho phần vốn góp của Tổng công ty Thái Sơn, bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã thành lập nhiều công ty khác như Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đức Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép, Công ty Cái Mép. Các công ty này có hoạt động độc lập. Năm 2008, bị cáo Đinh Ngọc Hệ tuyển bị cáo Phạm Văn Diệt làm nhân viên, sau đó bổ nhiệm làm tổng giám đốc điều hành, có nhiệm vụ quản lý hoạt động công ty Đức Bình. Từ năm 2008 đến năm 2016, công ty Cái Mép ký hợp đồng hợp tác với các đơn vị quân đội, thuê 8 khu đất quốc phòng ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã cho nhiều công ty, đơn vị thuê lại làm kho bãi để thu lợi. Từ năm 2011 đến năm 2018, tổng doanh thu công ty Cái Mép theo các hợp đồng là 133,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo hai bị cáo Diệt và Toàn để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, trốn thuế số tiền hơn 39,7 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến chế độ quản lý thuế của nhà nước. Các bị cáo nhận thức rõ hành vi nhưng vẫn thực hiện nên phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình gây ra. Trong vụ án này, bị cáo Đinh Ngọc Hệ được xác định có vai trò chủ mưu, người chỉ đạo các bị cáo khác và được hưởng lợi đối với toàn bộ số thuế không phải nộp. Trong phần tuyên án ngày 31 tháng 3, hội đồng xét xử cũng cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ trong thời gian nhất định, buộc công ty Cái Mép nộp lại hơn 39,7 tỷ đồng tiền trốn thuế và buộc các cổ đông phải chuyển trả lại toàn bộ cổ phần cho bị cáo Đinh Ngọc Hệ. Ngoài vụ án này, bị cáo Đinh Ngọc Hệ đang phải chấp hành hình phạt tù chung thân cho 3 bản án trước đó của Tòa án Quân sự Trung ương, Tòa án Quân chủng Hải quân và Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.